Ban đầu, nghệ nhân gấp lá dừa là những người nông dân, những người trực tiếp tham gia trồng dừa. Nhưng dần dà, loại hình này đã thu hút được đông đảo người tham gia khi tạo ra những giá trị tinh thần phong phú. Lá dừa được tước từ trên cây xuống, rồi được tước nhỏ ra cho phù hợp với từng hình dạng con vật muốn tạo hình. Rồi sau một lúc xoay qua, xoay lại, xoay tới, xoay lui, người nghệ nhân đã tạo nên hình dáng một con vật quen thuộc như trâu, bò, cào cào, châu chấu, hoa. Vào mỗi buổi chiều trên dọc tuyến đường Trần Phú Hội An, người ta thấy một người đàn ông đang tỉ mẩn, tỉ tót từng chiếc lá dừa thành hình dáng chú chuồn chuồn, cánh bướm hay chú cào cào. Anh là Thao Văn Diện, 42 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, đã gắn bó với nghề đan lá dừa được 10 năm nay. Nhiều người gọi vui là nghề xỏ lá. Anh Diện chia sẻ trung bình mỗi ngày anh bán được từ 10 đến 30 con vật với hình thù khác nhau. Ngày lễ Tết thì bán được nhiều hơn nhờ các cửa hàng đặt nhiều. Giá bán chuồn chuồn, cào cào, chim cá làm từ lá dừa 20.000 đồng một con, hoa hồng 30.000 đồng một bông. Những chiếc lá dừa tươi qua đôi bàn tay khéo léo của anh Diện đã thành những tác phẩm đặc sắc. Ngày trước mới vào nghề làm lâu lắm mới ra được một sản phẩm. Giờ đây để hoàn thành một con vật, tôi chỉ mất khoảng 3 đến 4 phút. Suốt 10 năm làm nghề xỏ lá, mỗi ngày anh đều mày mò sáng tạo, học thêm để làm những sản phẩm bắt mắt khác nhau, đáp ứng thị hiếu khách hàng. Nhiều sản phẩm mới đầy tính sáng tạo của người đàn ông ở tuổi tứ tuần như giỏ để cắm hoa hay những bó hoa hồng phù hợp cho các bạn trẻ. Tất cả đều làm từ nguyên liệu lá dừa. Nhiều sản phẩm để hoàn thành được cũng rất công phu. Để sáng tạo bông hồng là bao lần thử nghiệm của người đàn ông tuổi trung niên. Làm hoa phải gấp đôi lá dừa vào cho đối xứng. Kỹ thuật quan trọng nhất nằm ở đường cắt. Một bó hồng đặc biệt được kết từ 7 đóa hồng nhỏ. Anh cho biết hoàn toàn không ngâm, tẩm nguyên liệu và hóa chất. Mỗi sản phẩm có thể để trang trí trong vòng 4 đến 5 ngày nếu chăm sóc tưới nước đúng cách. Sau đó chúng sẽ phai màu, dần ngả về màu trắng như nón lá. Ngày nay, việc tạo hình từ lá dừa không chỉ thu hút các bạn nhỏ, thiếu nhi mà còn đáp ứng nhu cầu của người lớn. Theo đó, lá dừa được sắp xếp, gấp, tạo thành nhiều họa tiết. Những bó hoa tươi thắm mang đến sự khác biệt, độc đáo cho người nhận. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày lễ hay là những dịp đặc biệt thì chúng ta thường dành tặng cho nhau những cái bó hoa tươi. Và tôi nghĩ rằng sẽ thú vị hơn rất là nhiều nếu như đó là những cái đóa hoa do chính tay chúng ta làm ra. Trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng trải nghiệm tự làm hoa từ lá dừa. Dạ, em chào anh ạ. Ở đây thì em thấy anh có một cái bó hoa bằng lá dừa rất là đẹp. Thì hôm nay anh có thể hướng dẫn cho mọi người cùng thực hiện cái bó hoa này được không ạ? Rồi 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 rồi. Một cái bông hoa tùy theo, ví dụ là hai lá có ba lá, một lá cách như vậy. Ví dụ mình tước ra vậy này, nó tước qua đây rồi chế xuống vậy đó, chế xuống cũng như cái này thành phần mình chế và sao tước ra vậy đó. Cái là một cái lá dừa mình sẽ tách làm đôi ra, tách làm đôi ra đó, vậy đó, tách làm đôi xong rồi này thành cái một cái sản phẩm đó, bắt đầu làm vậy này. Dạ. Này thấy chưa, ngón 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 vậy. Mình làm cái đó để làm gì ạ? Sau này mình lắc cái cành luôn phải không? Chọc cái lỗ này. Dạ. Dạ, bắt đầu mới xóa xuống này thành cái bông. Dạ. Đó. Đó, thấy chưa? Đó, thành bông rồi đó. Dạ rồi. Bước tiếp theo thì mình sẽ làm gì nữa? Tiếp theo phải vô một cây. Đây, xóa cây vô giò. Một cây. Một chút cái lá mới khổng luôn.
này là mình sẽ làm cuốn hoa phải không ạ? Cuốn cuốn với thành lá, đưa thấy chưa? Dạ. Đó, thấy chưa? Này thấy chưa? Dạ rồi ạ. Nó phải làm nó ra thành một cái bông mới được. Quấn lá, quấn con này nó thấy chưa? Hai cái này mình có quấn vào luôn không ạ? Không, quấn chỉ mình chỉ quấn hai cái. Ba cái thôi, còn cái này đồ quấn cái khác. Thành cái hoa rồi đó. À, thưa quý vị, đây là cái sản phẩm hoàn chỉnh của anh thợ và bây giờ tôi sẽ tự tay thực hiện dưới cái sự hỗ trợ của anh. Theo cái đường này nhận cách. Theo cái đường xác coi đây nè. Dạ. Cắt đi tới đường cho Phạm. Dạ rồi, cho em cắt cho. Rồi bắt đầu cũng dưới đây cũng cắt theo cái đường này nè, đường này nè. Đường cho Phạm. Dạ rồi. Ra một cái bông hoa nha. Gọt đi. Đó, gọt xác coi. Đó gọt vậy đó. Gọt xác coi vô rồi. Gọt suốt đường cho Phạm. Rồi bên đây nữa cũng dễ y dễ luôn. Gọt từ đâu nắm bên tay tới đó. Gọt từ đâu nắm bên tay tới đó. Bắt đầu rút lên. Gọt từ đâu nắm tay tới đó vậy. Gọt đầu hết ra ngoài thôi. Đó gọt ra rút cái bìa lại luôn. À, rồi nó được rồi đó. Rồi đây. Tách đôi ra phải không? Tách đôi ra. Dạ rồi. Chỉ làm. Rồi chỉ làm nè. Nó quấn lại cho này. Rồi cái này. Sao như vậy? Như vậy đúng không anh? Quấn thành chữ to nè, đưa chị quấn. Quấn thành chữ to vậy. Chữ to đúng nó ra. Lần đầu vô là phải làm vậy nè. Nó thấy chưa? Nó thành chữ to chữ O đó. Phanh dày. Phanh dày. Rồi là đây. Giờ cái này em biết rồi. Đó, cái đó phanh đi. Sẽ bắt đầu từ chỗ này. Nè làm vậy nè, nó bắt đầu quăng bóng sao cho nó đều nó bay hết vậy đó. Nè. Đó là dài thấy chưa? Anh đi học mới được. À. Vậy rồi. Đúng. Cái này làm được là làm một búi mới làm được, mà làm được là không có được đẹp, mình làm đi làm lại nó. Cái năm nó mới được đẹp chứ nó phải đâu mà. Đầu làm nó xẹp liền. Mình không có một hoa tai nào. Thọc, lấy viết thọc vô. Đồng viết xó vô lại. Thọc phải quấn thêm nữa. Lòng cái đó là xó vô. Xó xuống. À, thưa quý vị, đây là bông hoa mà tôi vừa mới thực hiện và bây giờ thì tôi sẽ nhờ anh hướng dẫn cho tôi làm lá và cuốn hoa. Giờ mình làm lá thì như thế nào anh? Làm lá chắc như thế đó. Dạ. Đưa đây, sắp đâu lại cho, cắt vô. Cắt lá ra là làm mình cuốn hoa nè. Dạ. Đó, bắt đầu là muốn cắt vậy nè. Cắt hoa thành chữ. Cắt đầu nhà này, đó, cắt hoa giả bắt đầu là mình thành. Dạ. Cái lá. Cắt dài. Nó thành cái lá, cục nó cắt đi, tự lấy cắt đi. Đây đúng không? Cho nó vào xuống. Ừ, đó cắt dòng dòng. Đây đúng không? Ừ, đó. Cứ chờ cho nó. Nó nhọn lên hả? Nó quay vậy hả? Ờ. Đây nè, cắt y như cái này được nè. Mới cột vô đây. Đây, cái sao nè. À, đó, đây, bên đây cắt cho bằng luôn đó. Đó bên đây cắt cho bằng luôn. À, rồi thành đâu đó. Rồi mình lấy cây đây. Chỉ vô. Cái này gọt ra này. Dạ. Đó. Mới gọt vậy nè. Đó gọt vậy nè. Cái nó nhọn. Đó, gọt nó nhọn. Bắt đầu lấy bông bông đây. Xó vô này. Nói bông này xó vô nè. Xó ngay đây nè, chỉ cho nè. Nó đúc xó vào 59 nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái lá vào. Đưa lá lên đây. Đưa hai lá vô. Ốp dễ xuống cho nó mới gái vậy.
cái này xuống dưới, xuống dưới. Cái nhọn xuống dưới à? À, nhọn xuống dưới. Đó, ông hai bên vậy nè. Đó, ông hai bên này đó, thấy chưa? Đó, là mình cột cái nó vô. À, đây. À, lá quẹt đây mình hơ vô là nó tự nó dính. Đó, quấn chặt lại. Đó. Đây đây. Cái này biết rồi. Vừa gần rồi cho nó chặt lại. Quấn chặt lại, nó quấn xuống. À. Vậy là được rồi đó, quấn thẳng xuống nữa. Quấn thẳng xuống, quấn thẳng xuống. Quấn thẳng xuống dưới đây nữa. Đó, thẳng xuống đây nữa. Rồi bắt đầu. Đó. Rồi mới kẹp vô một lá, vô một lá. Đó, kẹp vô đó. Quấn chặt xuống. Đó, thành ôm. Ba lá vậy được rồi. Đó. Đó. Rồi lá quẹt đây. Quấn nó vô luôn. Quấn vô luôn, quay xuống nữa. Đó, lá quẹt này thơ rồi mình nói vậy. Đó. Rồi bóp vô. Đó, thành dính dễ là đầu thành đó. Thưa quý vị và các bạn, sau rất là nhiều những cái công đoạn thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được tác phẩm của mình. Nhìn thì nó rất là đơn giản nhưng mà thật sự thì rất là khó đó thưa quý vị. Thưa quý vị và các bạn, từ những cái chiếc lá dừa và qua cái sự khéo tay của anh thợ thì nó thành những cái bông hoa như thế này và cả búp hoa nữa. Và thưa quý vị và các bạn, nếu như mà trong những cái dịp đặc biệt chúng ta dành tặng cho người thân của mình những cái đóa hoa mà do tự tay của chúng ta làm thì không còn điều gì mà nó ý nghĩa và nó thú vị hơn nữa. Đến đây thì thời lượng của chương trình Bạn Có Biết cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.